Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn chat được cho là của Đạt Villa và Lộc Phụ Hồ. Theo đó, phía Đạt Villa cho rằng Lộc Phụ Hồ 5 lần 7 lượt hiện mình trên mạng xã hội, phía Lộc Phụ Hồ giải thích rằng trang cá nhân của anh trước giờ chỉ đăng giải trí, đồng thời cho rằng việc Đạt Villa nhắc đến mẹ mình là điều không nên vì bà đã mất cách đây khá lâu, khi câu chuyện giữa hai nhân vật chính chưa ngã ngũ thì Huấn Hoa Hồng mới đây lại bất ngờ lên tiếng về drama giữa Đạt Villa và Lộc Phụ Hồ. Cụ thể, Huấn Hoa Hồng cho rằng đây chỉ là sự hiểu nhầm giữa đôi bên, mong đôi bên giải quyết ổn thỏa thay vì đưa nhau lên mạng. Bên cạnh đó, Huấn Hoa Hồng cũng chỉ ra điểm mạnh của Đạt Villa và Lộc Phụ Hồ trên mạng xã hội, tất nhiên cũng không quên nhắc đến điểm mạnh của mình. Có cái việc mà người ta hiểu lầm như nào thì không quan tâm, nhưng mà nếu bảo tâm thằng Đạt nó xấu thì không đúng, mà tâm thằng Lộc nó xấu thì không đúng. Nói thật, đây mình nói những gì mà bạn hiểu chưa? Chứ còn nhưng mà hai ông bạn này là xử lý tình huống hơi cồng kềnh. Hai ông em là xử lý tình huống hơi cồng kềnh. Mình phải xử lý tình huống đó phải là ok. Chứ đưa nhau lên TikTok làm gì, xong người nọ người kia kích đều vào. Nói chung là hai ông drama chỉ có béo cái với cái ông câu view thôi. Béo mỗi mấy ông câu view mới bị chóc chọc bị gạo Dương Đông kích tây nhá. Thật ra drama thì bây giờ nói nhanh, nói chuẩn. Nếu mà TikTok ok, Đạt Villa thì là số 1, nói luôn như thế cho dễ. Nếu về mà live stream, đúng không? Phải nói thật. Bởi vì Đạt Villa là chơi sâu là TikTok, còn tôi là không chơi sâu TikTok, tôi không làm nội dung, đúng không? Ok. Còn về Facebook cá nhân thì là Lộc Phụ Hồ, mà độ xấu dài mới là Facebook cá nhân mà đăng ảnh nhiều like. Facebook cá nhân thì Lộc Phụ Hồ thì là số 1, đúng không? Còn mà nếu mà để ở mà fanpage mà kiếm ra tiền, mà fanpage lớn nhất mà uy tín nhất thì là phải là Huấn Hoa Hồng số 2, không ai số 1. Đây nói luôn như thế cho dễ. Mỗi người có một điểm mạnh. Còn live stream mà đông người nhất thì mình vẫn ngày xưa là mình cao nhất, thì những cái năm mình cao nhất thì cũng chưa có ai vượt được, đúng không? Còn nếu mà nói lên Facebook, mới nói luôn tiếng Việt là xanh trí này. Nếu mà YouTube thì là Lộc Phụ Hồ làm YouTube, Lộc Phụ Hồ làm số 1, đã đi là số 2, đã đi sau. Còn YouTube thì mình thì không xây dựng YouTube. Đấy. Còn nếu mà để mà nhiều người tương tác nhất, mà nhiều lượt view nhất ở trên các nền tảng thì hai thằng em Lộc Phụ Hồ và em Đạt thì còn phải đuổi mình còn mướt, được chưa? Đuổi tôi còn mướt. Đấy, nó tâm sự nó phải thế. Chứ nếu mà chơi nền tảng 4.0 mà biết chuyển đổi ra tiền thì tôi là sư phụ quá của anh em nó, đúng không? Đúng không anh em? Nói thế cho dễ hiểu nha. Chứ còn tôi lên TikTok, tầm này là lên trên TikTok, Facebook, YouTube, fanpage, tôi lên mà phải ra tiền tôi mới lên. Còn tôi lên đi cãi nhau, làm việc tào lao thì tôi không bao giờ lên, đúng không? Muốn chó ngừng sủa thì phải có xương. Muốn người ta thương, người ta nghe thì mình phải có tiền, đúng không? Còn nếu mà để mà nói về tiền, nhất là tiền án và tiền sự, thì Đạt Villa với Lộc Phụ Hồ thì phải gọi tôi bằng sư phụ. Mỗi người có một điểm mạnh. Đáng nhẽ là chúng ta là mỗi người có một điểm mạnh. Hãy kết hợp với nhau, hãy hòa đồng với nhau, hãy giao lưu với nhau. Bởi vì là mỗi người có một điểm mạnh thì chung tay nhau, cùng nhau đi lên thì nó cộng đồng mạnh.